Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 20 token Bitmax đến từ dự án Binamax là bạn. Thì chương trình này góp này góp 2 các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn nhấn link mô tả dưới video mà theo bấm start chatbot nào. Token list sàn PancakeSwap, Dodo, Bilasi, CoinGecko nè các bạn. Có mặt trên CoinGecko nè. Rồi bấm start nha bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nè. Quản lý cấp cha nè, 90/118 nè. Để đi tiếp nè các bạn. Rồi sau khi bạn lưu cấp cha xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Join vào kênh group nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Bạn join tiếp kênh seller. Rồi trên tờ Twitter các bạn follow giờ thì quyết cho pinbot. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tweet tăng dạng người bạn vào các bạn. Like chấp nhận tweet nè. Tăng dạng người bạn mình vào nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Tưởng là khá là ngon luôn. Rồi các bạn bấm done. Nó chậm quá. Sau đó các bạn bấm done tiếp nè các bạn. Rồi sau đó các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Đâu rồi? Bot này, bot khùng này trời. Rồi sau đó các bạn join tiếp kênh seller của nó các bạn. Kênh ngủ 6 nó cũng đòn. Sao kỳ các bạn, lót quá chậm các bạn. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ BNB Smart Chain PS20 trên YouTube Connect của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn địa chỉ BNB nè. Cái là cho bot nè. Ok, sau đó các bạn gì lấy ghép chia sẻ trong quà cho người thân để kiếm được càng các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi nhé.